là hệ thống truyền hình tương tác đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam. Với hơn 600.000 thuê bao trải khắp trên 63 tỉnh thành của cả nước, MyTV đã khẳng định lớn mạnh bằng sự chuyên nghiệp, tận tình, phong cách phục vụ chu đáo. Nêu cao khẩu hiệu những gì bạn muốn, MyTV cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, cùng các dịch vụ chăm sóc khách hàng với mục đích đem lại sự hài lòng và thỏa mãn đối với những người lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của MyTV. Đến với trung tâm bảo hành set-top box MyTV, quý khách hàng không chỉ nhận được sự tư vấn tận tình về sản phẩm và giải pháp phù hợp nhất, mà còn nhận được một dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng tận tâm chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Trung tâm bảo hành set-top box MyTV luôn lắng nghe nhìn nhận vấn đề theo cách nhìn của quý khách hàng, nhằm đáp ứng tốt nhất và thỏa mãn các yêu cầu dịch vụ của quý khách hàng. Với mong muốn được phục vụ các khách hàng ngày càng chu đáo hơn, trung tâm bảo hành set-top box MyTV luôn sẵn sàng tiếp nhận và biết ơn mọi sự góp ý của các quý khách hàng. Vào bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết và có thông tin phản hồi kịp thời cho mọi vướng mắc hay mọi sự chưa hài lòng nào đó của quý khách hàng. Với đội ngũ kỹ thuật giỏi, yêu nghề, trung tâm bảo hành set-top box MyTV luôn đảm bảo các nguyên tắc cơ bản phục vụ khách hàng, tận tụy đối với khách hàng, tận tụy với công việc, đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng trong quá trình bảo hành, luôn luôn phải đảm bảo sự liên tục trong công việc của khách hàng và các thiết bị có tính năng tương đương. Để thuận tiện cho quý khách hàng, chúng tôi đã cho xây dựng 3 trung tâm bảo hành chính hãng tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Trung tâm bảo hành miền Bắc A14, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Trung tâm bảo hành miền Trung 55 Lý Thường Kiệt, phường Thạch Lang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trung tâm bảo hành miền Nam 65 Trương Định, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Dựa trên đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, có nhiều kiến thức và kinh nghiệm, chúng tôi luôn mong muốn được nhiều khách hàng tín nhiệm về phong cách phục vụ, cũng như khả năng khắc phục sự cố và phục hồi khả năng làm việc cho nhiều set-top box. Trung tâm bảo hành set-top box MyTV hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.